vị, hiện nay chúng ta đang có mặt tại khuôn viên chùa Khai Nguyên thuộc xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Cứ theo thông lệ hàng năm thì vào mùa hè, nhà chùa sẽ tổ chức khóa tu dành cho các em học sinh, sinh viên nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lý thú dành cho các em nhân dịp hè. Và ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 cũng là ngày đầu tiên diễn ra khóa tu mùa hè năm 2018. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh của phụ huynh, học sinh đến nhập khóa cùng các em nhé. Tôi đang đứng hiện nay chính là khu vực làm thủ tục nhập khóa dành cho các em khóa sinh. Và tới thời điểm hiện tại thì ban tổ chức chúng tôi đã ghi nhận tới hơn 800 các em khóa sinh. Và con số này vẫn tiếp tục diễn ra. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trưởng ban tổ chức khóa tu cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra công tác nhập khóa dành cho các em khóa sinh. Thank you.
tên là Thịnh. Hôm nay lần đầu tiên mình đưa con lên chùa Khai Nguyên để cho con dự một khóa tu mùa hè ở đây. Không biết là lần đầu tiên cô đưa em lên chùa thì cô cảm nhận về công tác chuẩn bị của chùa Khai Nguyên năm nay như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên mình cũng lên đây. Thì đầu tiên là tối hôm qua thì mình cũng rất là lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đưa con ấy đến cổng chùa thì cái sự lo lắng đấy của mình đó đã tan biến mất. Bởi vì là khi lên đến đây thì cái công tác đón tiếp của các bạn tình nguyện viên cũng như các nhà chùa thì rất là chu đáo, nên là cái sự lo lắng của mình đối với cái việc 7 ngày con ở đây thì mình cũng thấy là nó cũng bình thường thôi, cũng không có gì lo lắng nữa cả. Tỉnh Hòa Bình. Thì hôm nay là cũng được biết là cái khóa học đầu tiên của các cháu là tu học ở tại chùa. Thì hôm nay là tôi cũng là phụ huynh là đưa cháu về để tu tại chùa trong thời gian là từ ngày 10 đến ngày 16. Thế nên là lần đầu tiên mà mình đưa bạn nhà mình đến đây hay là lần thứ bao nhiêu rồi ạ cô? Vâng, hôm nay là tôi đưa con đến đây lần đầu tiên. Vậy thì với cái lần đầu tiên này thì cô cảm nhận như thế nào về công cuộc đón tiếp của chùa Khai Nguyên với các khóa sinh năm nay ạ? Vâng, lần đầu tiên đến đây thì tôi cảm nhận rằng là nhà chùa có cái ban tổ chức đón tiếp rất là chu đáo. Ban đón tiếp là cha mẹ của các cháu và cũng có đoàn thanh niên là hướng dẫn các cháu vào khu ở ăn nghỉ rất là chu đáo và tôi cảm thấy rất hài lòng. Cháu xin cảm ơn cô ạ. Khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta
thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích nói gì thì nói và thích làm gì thì làm. Không ai để ý đến chúng ta, chúng ta thích làm gì thì làm. Nhưng khi chúng ta đến chùa rồi thì lại khác. Đến chùa thì là có phép tắc của chùa, có phép tắc của người Phật tử, phép tắc của người con Phật. Và những cái oai nghi này sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện nhân cách đạo đức, rèn luyện những đức tính tốt, những thói hư tập xấu các bạn sẽ sửa được. Và dần dần mình sẽ trở thành một con người thuần thiện. Nhiều người nhìn vào sẽ rất là kính trọng và thương yêu. Đứng trên cao thì cái người chào đấy như là cái người hơn ý ạ. Ai vậy, con xin hết ạ. Chúng ta cho chàng vỗ tay ạ. Các bạn thấy bạn đã trả lời đúng chưa ạ? Đúng rồi. Khi mà chúng ta tay chúng ta để ngang bụng ấy, chúng ta để tay ngang bụng đi, tay trái để lên trên tay phải hoặc tay phải để lên trên tay trái, hai đầu ngón cái chạm vào nhau để ngang rốn của mình. Nào các bạn thực hành đi, tay xòe thẳng ra, để ngửa, để ngửa. Thank you.